Chào các em, hôm nay thì thầy sẽ tiến hành làm cái video số 2 là video về phần thầy bù. Trước khi đi vào cái phần thầy bù tự động ấy thì chúng ta sẽ tiến hành làm sạch toàn bộ cái bảng tính này trước. Để làm sạch cái bảng tính này trước thì chúng ta sẽ làm như sau. Chúng ta bấm chuột vào ô đầu tiên hoặc là ô nào cũng được. Chúng ta bấm Ctrl N. Ở đây thì một số bạn sẽ là cần Ctrl Shift N, còn ở đấy thầy sẽ là cần Ctrl N. Khi cần Ctrl N thì dữ liệu chúng ta thấy nó không đi vào cái ô cuối cùng của bảng tính, cái bảng dữ liệu ấy, mà nó lại xuống một cái dòng trống. Như vậy rõ ràng cái bảng tính này nó chưa sạch, cho nên chúng ta bắt buộc phải xử lý sạch nó trước. Chúng ta sẽ sang một ô bất kỳ ở cột C hoặc cột D hoặc cột B. Ở đây thì tránh trường hợp là chúng ta sẽ cột không có dữ liệu nhé, chúng ta bấm Ctrl phím đi lên nhé. Ctrl phím đi lên, nếu nó chưa lên được cái dòng cuối cùng như thế này các bạn này, thì các bạn sẽ phải làm sao cái cuối cùng của chúng ta là phải lên được cái ô cuối cùng nhé. Ở đây có một số bàn bấm mà nó không lên được ấy. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ làm sao cho nó lên được, thì các bạn chỉ có cách đó là bấm cứ kéo xuống dưới cùng nhé, cứ kéo cái thanh cuộn xuống cho nó xuống trực kim luôn nhé. Đấy, sau đó các bạn chọn cần xuống lên. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiến hành xóa. Chúng ta sẽ tiến hành clear hết ở bên dưới. Chọn một dòng nhé, chọn cần Ctrl Shift phím đi xuống. Đấy, Ctrl Shift phím đi xuống. Đấy, nếu như nó vẫn chưa xuống được cái ô 1.048.576 dòng này thì chúng ta cứ nhấn Ctrl Shift, chúng ta giữ chết nhé, rồi chúng ta cứ giữ phím xuống thôi nhé. Này, thay làm lại nhé. Chọn dòng này nhấn chết Ctrl Shift, tức là Ctrl Shift chúng ta nhấn chết luôn, sau đó chúng ta nhấn phím đi xuống. Đấy nha, phần xuống. Sau đó chúng ta sẽ nhấp chuột phải này, chúng ta chọn nhấp chuột phải vào trong cái vùng đen này, chúng ta chọn delete luôn nhé. Đấy, rồi tiếp tục là ở cái cột M. Đấy, trở sang chúng ta nhấn Ctrl Shift, tức là chúng ta giữ chết cái Ctrl Shift luôn, giữ chết luôn nhé. Sau đó mới nhấn phím sang phải. Đấy, phím mũi tên sang phải ấy. Tiếp tục chúng ta nhấn chuột phải chọn delete, sau đó chúng ta nhớ là bấm nút lưu 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 hoặc là cần chốt S nha, cần chốt S có thể là lưu hoặc là bấm nút trên này lưu cũng được. Bây giờ chúng ta sẽ bấm chọn cần chốt N. Ok, dữ liệu của chúng ta đã rất là ok rồi. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành để làm phần thay bồ. Ở đây để áp dụng cái chức năng phỏng vấn thay bồ, chúng ta làm như sau. Chọn một ô trong vùng dữ liệu, chúng ta vào thẻ home nhé, chúng ta vào thẻ home. Sau đó chúng ta sẽ nhìn ở dưới cái nhóm nhóm công cụ, đó là nhóm style, và chọn công cụ là format as table. Ở đây chúng ta sẽ chọn bất kỳ một định dạng đơn giản nào ở trong này. Đấy, mọi người có thể chọn là định dạng bất kỳ đi nhé. Đấy, chọn định dạng này chẳng hạn. Đấy, sau khi chúng ta bấm vào một thay làm lại nhé, chọn vào format as table này, đưa chuột trái, tức là chúng ta đang rê chuột để chúng ta chấp làm như thế này. Chúng ta thấy chúng ta lấy một định dạng bất kỳ, ví dụ như định dạng đây chẳng hạn nhé, chúng ta bấm chuột trái một cái, bấm lại chúng ta bấm một chuột trái một cái, xong chúng ta thấy một cái bảng hiện lên để chúng ta chú ý này. Nếu nó chưa tích chọn cái my table head header thì chúng ta tích chọn luôn. Tuy nhiên chúng ta cần kiểm tra cái đường đường răn 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 này, đường nhịp chuyển dài đây ha, chúng ta kiểm tra xuống. Tất nhiên khi bảng tính mà đã chuẩn rồi thì tự động nó sẽ chọn hết nhé. Tuy nhiên ở đây trong trường hợp mà người nào cẩn thận thì sẽ phải kiểm tra lại nhé. Dữ liệu của mình từ cột A đến cột L thì đảm bảo rằng ở trong này này. Đấy, nó phải là từ cái cột A này, cột A đến cột L. Đấy, nhìn A1 hắn có cái dấu đô la đằng trước này là dấu cố định, hôm sau chúng ta sẽ học nhé. Đấy, A1 đến L5617. Nếu như người nào đó đây đang là C chẳng hạn đi. Đấy, thì một người chú ý là chúng ta dùng con trỏ chuột vào đấy, chúng ta xóa nó, chúng ta chọn là A, A thường A hóa gì cũng được nhé. Đấy,
Còn đây mà chưa đúng cột L thì phải vào thay đây là cột L. Tuyệt đối chúng ta không sử dụng cái phím sang trái sang phải lên xuống để chúng ta điều khiển ở trong này nhé. Đấy, nó sẽ chạy đi tùm lum hết nhé. Sau đó chúng ta bấm vào OK. Đấy. Như vậy là chúng ta đã có được thay bộ tự động. Sang bước cái tiếp theo là chúng ta cần phải đặt tên cho nó. Đấy. Chúng ta cần phải đặt tên cho nó. Không đặt thì cũng được, nhưng mà không đặt thì sau này chúng ta quản lý không đủ. Đấy. Thì ở đây chúng ta sẽ bấm đòn vào một ô bất kỳ trong cái thay bộ. Chúng ta vào phần thay bộ name. Ở đây có một cái ô này, chúng ta chọn TB. Đấy, chúng ta đặt theo cái sheet ở dưới đó là data. Đấy, chúng ta cũng cạch dưới một cái. Đây, mọi người sẽ thấy ở dưới này này. Đặt tên là đặt tên theo cái TB xong rồi tên sheet nhé. Đấy, đấy, data. Đấy, bán hàng. Đấy, enter một cái. Rồi, xong. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong cái bước số 2 đó là tạo thay bộ cho cái bảng tính này. Bây giờ coi như chúng ta xong và thầy sẽ làm tiếp cái phần số 3 đó là cái phần về về private, private table.